Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bé Duy Cơ Bắp. Thì trong video ngày hôm nay sẽ là một video mà lần đầu tiên Duy thử sức, cũng giống như là mình làm trên YouTube của mình. Đấy chính là mình sẽ reaction lại một MV. Và chắc chắn rồi mọi người ơi, trong 10 ngày qua đó, thì trong 10 ngày qua đến thời điểm hiện tại thì MV được mong chờ cũng giống như là hot nhất, đây chính là MV của bốn chị đẹp Black Pink. Thì mọi người thấy hôm nay tụi mình reaction MV của chị Blackpink, mọi người thấy nè, Blackpink in the area. Giỡn với mọi người thôi. Thì để sẵn tiện đây giới thiệu cho mọi người nha, Duy là một, gọi là một gì ta? Một nên fan, Duy thôi, không, từ đầu cũng phải là fan của Blackpink mọi người. Nhưng mà chơi với Phúc Riêng vậy nào cũng nói. Thì sẵn đây giới thiệu cho mọi người nha, Phúc Tiết của chúng ta chính là một Blink chính hiệu. Thì Phúc là kiểu là một, gọi là một fan cuồng, gọi là một tín đồ của bốn chị đẹp Blackpink ngày hôm nay. Thì hôm nay Phúc ơi, chúng ta sẽ reaction MV gì nè? How you like that? làm lại. Phúc ơi, hôm nay mình sẽ reaction MV gì nè? How you like that? Hay quá nãy giờ mọi người. Cái đoạn này nha, là nãy giờ tụi mình tập đã rất cả chục lần ở dưới nhà Duy rồi đó. Ok mọi người ơi, và thật sự nha là tụi mình bây giờ đã là mấy giờ? Bây giờ chính xác là 17:39 ngày thứ 6. Nghĩa là khi mà MV ra lúc 4 giờ và Phúc với mình trong thời gian mà hai tụi mình set up máy, là makeup này là tụi mình đã tắt hết tất cả những, gọi là những trang mạng xã hội, những trang social, để mà không bị được nhận bất kỳ tin nhắn nào, hay là cũng không, có nghĩa là cố gắng không bị bị spoil á. Đúng rồi, để mà giữ được một nguồn năng lượng tích cực. Nãy giờ một cái trải nghiệm thật sự, gọi là thật sự lần đầu tiên khi xem MV của chị Blackpink. Và rồi mọi người ơi, không thể nào nói nhiều được nữa rồi, chúng tôi đã rất nôn rồi. Và hy vọng rằng em chiếc clip này sẽ lên được vào tối thứ 6, hy vọng rằng ok. À, nói thẳng, nói trước với mọi người nha, thật sự thì tụi mình sẽ reaction với cương vị là chỉ là người nhận nêu ra cảm nghĩ MV. Nỗi lòng của fan đã chờ đợi suốt một năm nay thôi, và nhưng mà về chuyên môn thì tụi mình không có dám. Và chắc chắn rồi mọi người ơi, Duy sẽ không lại những kiến thức mà về bốn chị đẹp Blackpink bằng Phúc rồi, tại vì Phúc là một Blink chính hiệu mà. Cho nên là hôm nay là Duy chỉ đứng cương vị là, gọi là một người được hướng dẫn, hay là một người được có những câu chuyện, hay là Phúc cứ truyền tải, thì là Phúc cứ nói chuyện với Duy. Thì là nói nhiều quá. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi màn hình trước. Trời ơi, đúng quá mọi người ơi. Hồi hộp. Ê, cái này vừa mở ra tao xỉu nghe không Duy? Mọi người ơi, thật sự đây, tụi mình nãy giờ đã nhìn nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi nha. Chỉ để đợi và muốn cảm giác. Thật sự như ban đầu mà tụi mình chọn hai chiếc áo rất là phù hợp với dịp Blackpink ngày hôm nay. Đó mọi người, MV hôm nay là MV How You Like That. Chuẩn bị nha, chuẩn bị chưa? Ôm miếng. Ok. Cái đó, cái đầu tiên đó. 2 phút đúng không? 2 phút, 3 phút mấy đúng không? 4 giây. Đó. Trời ơi. Mọi người ơi, ngay từ cái ảnh cover, ngay từ cái ảnh video là thấy là bốn chị đẹp ngồi xuất sắc, rất quyền lực. Ai ngồi người ta? Lisa. Rồi, không nói nhiều nữa, không thể nào nói nhiều được nữa rồi. Chúng ta hãy bắt tay vào và xem thôi. Ê, quay chưa? Rồi. Ok nha. Ê, để ra bị mất khúc dưới. Trời ơi, ai chạy vậy? Rose, mình tốt nha. Lisa. Vẫn còn đó quay ngược. Blackpink in the area. Mọi người ơi, ngay từ cái đoạn mà là cái đoạn nhạc dạo mà vun, cái đoạn nhịp gì nè, thì là mình nhớ lại rằng là hôm bữa mình với Phúc ngủ ở đây. Phúc hôm bữa là Phúc với mình ngủ chung, thì khi mà là Phúc bật cái đoạn nó lên á, là một cái clip gì Phúc? Teaser mà lúc mà còn 2 ngày nữa là tới. Thì là mình nhớ cái đoạn ha, đây mọi người có thể coi nè, bốn chị đẹp ngồi rất đẹp. Ai vậy? Ủa, bốn chị đẹp ngồi rất đẹp làm sao ta? Ơi đó, thật sự rất đẹp mọi người ơi. Nhớ mặt chưa? Đầu tiên là chị Lisa ngồi nè. Chị tóc này là, chị bên đây là ai? Rose. Chị bên phải là Rose, chị bên trái là Jisoo. Sao không thấy? Đúng rồi, Jisoo. Và chị bên ở trên là Jennie. Mọi người ơi, Duy thích chị Jennie nhất. Mọi người thấy biểu tượng ở đây là Duy nghĩ là biểu tượng của cánh chim đại bàng. Ok. Không phải đại bàng. Đây là của cái thần gì bên Hy Lạp á. Oh yeah. Sorry mọi người. Mình tưởng. Bữa thứ thường lệ ha, cho nên là người bỏ màn. Được không? Ừ. Đẹp quá không?
Để hàng lý. Trời đẹp quá à. Đây là gì, đây là gì, đây, chị? Đây là người yêu mình trời. Mọi người ơi, Phúc nói với mọi người đi. Trong bốn chị á, mình thật sự rất là khó khăn khi phải chọn ai là mình thích, chứ ai nhất BS cho mình là ai nhất. Nhưng mà thật sự thì tới giờ phút này mình rất là mê Rose. Tại sao vậy? Chị Rose, hình như là chị Rose là người lạnh lùng đúng không? Nhưng mà ở ngoài rất dễ thương. Không phải là thiệt luôn á, mọi người Blackpink trên hình lúc nào cũng lạnh lùng, kiểu diễn cái nét là cool ngầu ấy, mà ở ngoài là bốn cục me rất là tương. Còn Duy thì khi mà Duy nhìn vào cái hình này nè mọi người, Duy phải thốt mình wow. Màu hồng cánh say đẹp nha chị ha, màu hồng cánh say đẹp quá trời đẹp luôn. Cái màu son của chị là màu son đẹp nè, màu son của chị rất là đẹp, dễ thương, hợp với là màu son của em nào, màu hồng đất. Đợt này nhuộm tóc màu bạch kim hả? Đẹp mà, ok tiếp nha. Trời. Hay quá, nhạc hay. Trời ơi. Chờ Jisoo kìa. Ê thật sự là mọi người ơi, đã coi rồi MV mới thấy là cái nhạc không có giống như mình tưởng tượng. Đâu, tao cảm thấy cái nhạc đó mình tưởng tượng là cái điệu là Hà Dịch Lai Đát. Cái khúc đó là ai có nghe rồi. Không, thật sự mọi người ơi, là Duy ứng tượng nhất cái câu là Hà Dịch Lai Đát. Thì câu đó là câu của Lisa. Người chị mà Duy... Ủa, Lisa. Nãy mở đầu là Lisa. Ủa, cái câu đó là cái câu mà hồi nãy Justin Jenny mà. Lộn, Blackpink Angelina mới là của... Còn cái câu mà Hà Dịch Lai Đát là câu của Jenny. Bây giờ mình sẽ tour lại một đoạn để mà mình có cái đoạn điệp khúc nha. À mọi người, hồi nãy... Mày tội nghiệp gì? Sorry chị Lisa. À hồi nãy á, cái áo lông này nè. Duy thấy là cái áo lông này là trong cái teaser mà của bốn chị. Cái hình ảnh bốn chị thì chị Lisa mà cái áo lông đó, áo lông. Chị cảm thấy là đẹp nhất và hình như là sao lại đợt này là cái teaser này á là nó lại khác hẳn. Ý là chị Lisa là nổi bật nhất trong ba chị còn lại đúng không? Đừng nói gì. Thôi giờ. Không có, nhìn chị Lisa ấn tượng nhất, đẹp hát, đẹp nhất. Chứ đừng có nói là được nổi bật nhất hiểu không? À ok, sai. Ok. Tôi lại một xíu. Tôi lại đi điều khúc nha mọi người. Ê bỏ lại nghe tóc của Rose. Trời ơi Rose là cái cướp hả? Chị cướp trái tim em á. Đúng. Đẹp quá. Hay là đắp. Để chưa gắp phát lòng kìa. Áo phát lòng ấy á. Đắp. Mày có để ý á là ê, cái này là Duy không có coi nhiều MV của chị Blackpink. Nhưng mà Duy để ý nha, là hình như trong MV nào chị Lisa cũng sẽ có những cái, đúng không? Sẽ có lúc nào cho Lisa, lúc nào chị Lisa cũng sẽ có. Đó. Đẹp quá. Trời. Look at you now, look at me. Cái chất quá không vậy? Cái này tao dám nói nha. Cái tóc của chị Jenny chắc chắn thời gian sau sẽ là hot. Người tạo trend, cái tóc quá đẹp. Với lại hồi nãy đầu vô có makeup là có cái đính một cái viên đá ngay đây đó nè. Không, nhưng mà trong cái teaser mà đợi cách đây tầm 10 ngày trước ra là đính vỏ sò. Cái gì vỏ sò? Vỏ sò, tôi thấy chị Jenny đính cái vỏ sò màu hồng hồng đây nè. Người ta makeup quẹt không biết là sò hay hồng nữa mà là dưới. Không, có một cái tấm hình của chị Jenny có một cái đính một cái gì ở đây nè. Bậy, cái đó là makeup vẽ chứ đính gì lên ba. Tao tưởng cái vỏ sò. Vỏ sò đó là cái kiểu đá mây. Khoan, hình tượng này biết hình tượng gì không? Ai cặp? Nữ hoàng Ai Cập á. Tại vì cái tóc. Nhưng mà phải công nhận một điều nha, là cái mái ngang nha. Cái mái ngang mà để cái mái tóc gọi là tóc bót thì như phải tóc bút, tóc bót gì đó. Cực kỳ khó và cực kỳ kén người thì 10 điểm với chị Lisa. Ê, bám lại, tôi lại. Ê, tại vì cơ bản là khi mà khuôn mặt của mày đã tỷ lệ vàng rồi thì tóc gì mày để cũng đẹp, mày hiểu phải không? Nói chung cứ là Blackpink là đẹp hết nha mọi người. Không, mọi người ơi, ở đây Phúc á là một link cho nên là Phúc sẽ đưa ra những cái gọi là quá khen, còn Duy sẽ là một non fan thôi, cho nên mình sẽ đứng ở cương vị gọi là nó sẽ gọi là sao ta, nó sẽ nó khách hàng một tí. Ờ đúng rồi, nhưng mà phải công nhận một điều là rất đẹp, hình ảnh rất đẹp. Trên này đọc đáp đúng không? Nên nó không đi ra rất là cũng đẹp. Người ta ngầu, người ta xóa đó bà. Wow, ngầu vậy.
thấy chưa, hình ảnh khoan từ, hình ảnh con chim đại bàng kế bên kìa. Nhưng mà khúc đầu vô phải là của đại bàng, khúc đầu vô là của cái nữ thần cái gì tao thấy cánh chim đại bàng hơn á mọi người ơi. Mọi người hãy để lại comment cho YouTube của Duy là cánh, mọi người có thể thấy là hình ảnh này là có phải trong MV này lấy hình ảnh chính là hình ảnh chim đại bàng không nha mọi người. Này, một ly con tre, một ly trà sữa, ok, một ly trà sữa. Cho coi là đoạn Lisa thấy ghiền quá à. Lisa độc đáp đúng không? Chị Lisa độc đáp đúng không? Ừ. Chưa phê. Thật sự là bốn chị hơi bị chất, hơi bị đẹp và khác hẳn với những đi trước luôn á. Ơi cái động tác hay trend. Đẹp quá. Chị nhìn đi đúng không? Cái này đúng không? Nhìn cái tướng hình trong người. Ôi. Đẹp ha. Lửa hả? Ha, là đẹp. Băng nè, rất là băng nè. Bắt đầu bình, bắt đầu bồm bồm bồm. Look at you, now look at me. Là sao? Là hát cho mấy chị á. Mọi người thật sự là cái điệu nhảy này ra cho Duy một cái lời nói khách quan hơn nha, một cái lời nói mà chính xác hơn á, là đoạn là cái bài lần này hai lá rác lần này cực kỳ dễ nghe, bắt tay và dễ thuộc nữa. Ha ha ha, like that, hoặc là có những mọi người hát xì, nó hát xì cái bình thường, hát xì có Blackpink nha mọi người, kiểu ha ha ha, like that. Look at you now, look at me. Là bùm 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 gì đó. Có những cái điệu nhảy trend, có những cái điệu nhảy theo trend bữa giờ nữa nè. Ôi Lisa đẹp chưa? Ôi dáng đẹp quá. Tóc đỏ kìa, nó giờ ba màu tóc rồi. Đẹp quá. Jenny vẫn là Chanel. Mặc cái chiếc mặc một chiếc áo vẫn là của ca. Áo vẫn là áo của Chanel. Nữ là Chanel sống mà. Chị ơi, mọi người ơi, thật sự là thì Phúc là thích ai nhất? Thích Rose nhất, nhưng mà thật sự là không thể nào phủ nhận được là sự sức hút của bốn người là kiểu là không thể nào chê được. Còn Duy là Duy thích gì Jenny nhất? Bởi vì đúng cái gu của mình đó mọi người. Người thật sự là 10 điểm cho MV đó. Nữ thần bóng đêm, nữ thần bóng đêm, cánh chim kìa, thấy cánh chim chưa, cái gì đại bàng kìa, nó chưa có gì mà im đó. Đang stress hả? Đang stress là sao? Nè, đang thức nghỉ không á. Thật sự lần MV này nó thấy một màu MV không, thật sự nha. MV nào có gì Blackpink cũng có cái bánh xe hết trơn á, cũng có cái xe bự bự hết trơn á. MV này cũng có cái bánh xe, cũng có lửa hết trơn. Cũng có những cái xe mà bự. Đôi khi đó là cái signature, là cái mà khi mà nhắc đến là nhớ, hoặc là Lisa chị Lisa lúc nào cũng vậy. Tao không ngồi yên được đó mày ơi. Không yên thì thôi mày làm cái gì? Con tiếp đi, con tiếp rồi đừng có dừng nữa Duy ơi. Hai mất cái tâm này. Cho nó dừng lại thêm đoạn nữa. Blackpink. Làm lại nha. 2 3 Blackpink. Chết rồi, gì mẹ với mấy con điên vậy đó. Thật sự là Duy thích, Duy rất thích chị Jenny luôn á. Đẹp quá trời. Đó. Này giá. Giờ tóc hồng rồi kìa. Con hồng quá. Khoan xí, phải nếu mà chấm trên thang điểm 10 thì được thang điểm 11 cho các anh stylist. Mỗi bà 3 màu tóc, mỗi bà 8 cái loại make up, mỗi bà 3 màu tóc xuất sắc luôn. Thật sự Phúc nhớ được không? Nãy giờ Lisa là màu đen, màu đỏ, màu hồng, 3 màu rồi nè. Mỗi bà là 3 màu tóc mọi người ơi. Thật sự rất là xuất sắc và cảm thấy là bốn chị này rất đẹp và nói chung là bây giờ mình bây giờ nó, chúng ta nó không giống như teaser mọi người. Thì giống mà Duy thấy giống mà. Ý là nó chút xíu à, nhìn thì sao nó sẽ nó ngầu hơn chút. Ừ, nó ngầu hơn. Không Blackpink được. Em đi vẫn ngầu nghe. Ý là vẫn ngầu nhưng mà nó thấy nó không có tôi lại chút. Tôi lại cái đoạn mà. Thớt luôn rồi đó, tôi là cái đoạn đen đi. Tôi là cái đoạn mà Rain đen gì của mày đó. Khoan tí. Trong những cái MV trước á thì là sẽ có những cái đoạn là tên gì ta? Jisoo chúng ta sẽ làm. Kể có một cái đoạn nhảy mà nó cái gọi là cái gì trong du cũng có đó, gọi là những cái đoạn mà nó sẽ
nhạc rất là nhỏ, bắt đầu là sẽ vô điệp khúc á, hiểu không? À trước điệp khúc hả? Ừ, lúc nào cũng sẽ là Jisoo là người nắm trịch cái đoạn đó. Tức là rồi một cái giọng rất nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mỏng mỏng cao cao xong bắt đầu là vô điệp khúc là bùm bùm pow liền. Đó, nữ thần bóng đêm của Phúc. Thấy vừa có bánh xe gỗ nữa. Đù gì em lắc mình lắm trò. Đẹp quá. Bốn người. Khoan, có đoạn quay qua lúc nào cũng sẽ là gì đâu. Khúc cuối lại kết rồi sẽ quay. Lúc nào cũng sẽ là feel this love. Đúng không? Khúc cuối ra tao thì cái này là đù 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 đù. Mọi người ơi, thế là Khúc này chưa có đã. Hai. Đây mọi người, cái chữ hai July Dash thì là Duy nhớ không lầm, đây là cái chữ hai July Dash luôn đó mọi người. Mọi người đúng không? Có nghĩa là đây là một cái đoạn, đây là cái đoạn chữ hai July Dash, thì khi mà Duy nhìn vào cái chữ hai July Dash là Duy cảm thấy được rằng nó có một ý nghĩa như là thật sự là cái câu này nè, khi mà có một cái câu mà Duy cảm thấy nó dịch ra tiếng Việt giống như là cái câu là bạn có thích nói hay không á. Mày chứ sao ta? Mày thấy thích nó như thế nào? À bạn thích nó như thế nào mọi người? Mọi người thấy là kiểu tự nhiên cái hai July Dash là tiếng Anh, tiếng dịch ra là bạn thích nó như thế nào? Trời ơi trời. Thật sự khi mà mình đọc. Trời tự nhiên cái gì đọc cái mình trời tôi tỉnh về liền trời. Chị kia thấy rất là bất ngờ khi mà cái tượng thật sự và vẫn là màu hồng, vẫn là Blackpink và hôm nay chúng tôi Blackpink in your reaction. Ok mọi người thấy là Duy và Phúc đã reaction xong MV mới của bốn chị đẹp Blackpink và thật sự phải 10 điểm cho âm nhạc, 10 điểm cho thần thái của bốn chị và đặc biệt là 10 điểm cho stylist bởi vì mỗi bà ba bộ tóc. Với lại là kiểu hả, đúng là chờ đợi là xứng đáng á mọi người, thật sự là lần này cái máy này quá quá ok luôn á. Duy không phải là một fan của chị Blackpink nha, Duy chỉ thích âm nhạc của các chị nè, hay là vẻ đẹp hay là gu thời trang thôi. Nhưng mà thật sự từ bữa đến giờ nha, khi có thông tin á thì là có một cái đoạn nhạc của chị nhớ là chị Jenny up trên Instagram, đây là Had You Like That, thì Duy đã quay được một clip cover, thì nếu được thì mình sẽ để cái clip đó ở đây để cho mọi người có thể ngắm được mình. Ủa cho mày tao định quảng cáo cho clip của tao á. Ok mọi người, và phải 10 điểm một like thêm cho chị các chị Blackpink bởi vì rất hay và bây giờ Phúc không biết đó vậy cho Phúc chỉ muốn và Duy dám chắc luôn nha và Duy chắc chắn luôn nha ngày hôm nay hoặc thậm chí là vài ngày sau nữa thì là chị Blackpink sẽ tràn ngập trên New Feed chắc chắn điều đó. Ok mọi người, thế là Duy và Phúc Tiết đã reaction trong MV của chị Blackpink bài ha Hai, ok mọi người, thế là Duy và Phúc đã reaction xong MV của chị Blackpink bài hát tên là Hai như này đó. Ok, và nếu mọi người thấy những video của Duy nè giải trí hay là tụi mình có khùng điên này nè, bây giờ cái chân đều nhảy nó trong tàu tao hoài luôn á, thì mọi người hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để cho bé Duy co bắp đến gần hơn với mọi người, để mà Duy có thể truyền tải được nguồn năng lượng tích cực của mình. Và mọi người hãy nhớ kết nối với trang mạng xã hội của mình như là Facebook và Instagram của mình để cập nhật những bài post mới nhất. Và không quên kết nối với lại trang Facebook và Instagram của Phúc Tiết để mà có thể cập nhật những bài post mới nhất của mình chơi nha mọi người ơi. Và bây giờ mọi người ơi, nhớ kèm view cho mấy bạn giải thích pin mà cũng và tụi mình sẽ kết thúc video. Cũng đừng quên kèm view cho tụi mình đến và tụi mình sẽ kết thúc video này. Cảm ơn, bye bye mọi người. Mày em mày, tao đang quay mày vừa hỏi thôi. Mày muốn coi gì vậy? Mày coi tao đang ngồi rất gần nha. Mọi người, mày... vô này bọn nó chết cho mọi người. Mày cứ... Mày... Tao đang quay mà con này mày khùng điên hả? Mày cứ... Vô này bọn kênh cho mọi người. Mày... Con Phúc Tiết. Ôi, đừng. Không được. Bây giờ đây là còn làm mà bật lại câu cho tao mày. Thôi, ồn ào quá mày.